Đó, và thiết kế thì anh em thấy rằng là dòng này thiết kế rất là đẹp đúng không? Mà giá thì em đang bán giá chỉ có là 2 triệu 900 nghìn thôi. Đấy, có nhiều anh em ngại không biết 2 triệu 9 thì liệu có chất lượng không, có tốt không? Thì hôm nay em sẽ làm một cái video nhá. Sẽ là khui cái nội thất cho anh em xem. Đầu tiên về cái mặt bát này, anh em nhìn này, mặt bát nó quá chất lượng đúng không? Thế còn mặt đằng sau nó sẽ là cái mạch nội thất này. Cái mạch này nó chính là cái mạch công suất đấy, rất là quan trọng trong một cái chiếc siêu trầm, đặc biệt là trầm điện đó. Và bây giờ thì em xin phép là sẽ tháo ra đấy, tháo ra để các bác anh em cùng xem về cái chất lượng của cái mạch này đó. Và đây em đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Và như lúc đầu em đã nói là mạch của nó là cực kỳ chất lượng đấy, mạch cực kỳ chất lượng nhé. Và nguồn của nó sẽ là nguồn xuyến đấy. Làm sao để chúng ta có được cái chất lượng mạch tốt nhất thì hôm nay em sẽ tháo ra để xem cái chiếc mạch này xem là cái chất lượng nó có ok hay không trong cái tầm tiền đấy, trong cái tầm tiền của nó nhé. Đấy, lỗ thông hơi con này thì là lỗ thông hơi phía sau, chân thành gỗ này rất là đẹp đó, nhìn rất là chất lượng. Và để mà nói từ những cái năm 2000 đi, em xin nói ạ, 2018, 2020 để sở hữu được những cái dòng mạch công suất mà nó đẹp này thì kể cả là thân thùng hoặc là phổ bát mà chất lượng đẹp này thì không bao giờ có cái giá tầm 2 triệu 9 mà không bao giờ có luôn. Đấy là khẳng định với các bác rằng là như vậy. Đấy, thì hôm nay thì tiện video này thì em sẽ khui luôn để các bác anh em cùng tham khảo qua một chút. Đấy, và con này thì tín hiệu vào của nó kết nối này, có cả canon cho anh em nhé. Đấy, có cả hoa sen, có cả canon, nhưng mà em khuyên anh em nên dùng canon. Đấy. Và công suất của con này nên liên tục của nó lên tới 300W liền này. Mắc là 500W, trở kháng 8 ohm. Và đáp tuyến tần số của nó là xuống được 30Hz nhé. Đấy, tiếng bass xuống khá là sâu. Đúng không ạ? Đó. Giờ em đã tháo hết ốc rồi đây. Và sẽ nhấc lên cho anh em này. Đó, anh em thấy không? Cái khay này nó chính là cái khay mà đặt là mạch công suất này. Và đó, như em đã nói này, nguồn là nguồn xuyến nhá, chứ không phải dùng nguồn vuông. Nguồn vuông thì không thèm tính nhá. Nguồn vuông giá 2 triệu 9 thì nó là bình thường. Đấy, còn nguồn xuyến mà giá 2 triệu 9 thì nó mới là đẳng cấp anh em đúng không ạ? Chất lượng chưa? Cái nguồn nó đây. Nguồn xuyến đồng nhá. Đó, rất là đẹp. Và đây, công nghệ mạch của nó đây. Đấy, công nghệ mạch này nó sẽ là xử lý cái công suất. Đấy, xử lý cái công suất công nghệ. Còn cái mạch bên này nó sẽ là cắt tần số anh em nhé, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Bên này sẽ là cắt tần số này, nhìn chất lượng chưa? Còn bên này mạch công suất của nó đây, còn bên này nó sẽ là xử lý công suất. Đấy, nhìn chất lượng chưa? Con này được trang bị hai tụ này. Đấy, hai tụ nhé. Đó, và em cũng chưa xem là con này nó sẽ là con này hai tụ là hai sò các bạn, hai tụ hai sò, sò đều là sò tô ở bên trong này các bạn này, bên trong kia. Đấy, anh em nhé. Và đây anh em nhìn vào đây, nhìn vào hai con trỏ này, hai con trỏ đây nó chân sò đây này. Đấy, đây chính là chân sò nhé. Đấy, anh em nhìn này. Đó, hai con trỏ đại diện cho hai con sò, sò là sò tô. Đó, và hai con tụ đây sẽ sử dụng là hai tụ hai sò. Đấy, công suất của nó là 300W. Đó, như vậy là quá là thoải mái để xử lý cho một con bát 30 của anh, tiếng cực kỳ là căng và sâu tiếng nhé, căng và sâu tiếng nhé. Đó, cái này thì công nghệ mạch, mạch của nó rất là dài. Cái này nó còn không cần thanh tản nhiệt nữa cơ. À, không cần quạt tản nhiệt, nó chỉ cần một cái thanh tản nhiệt này là ok. Đấy, đây chính là cái lớp tản nhiệt. Đấy, bên trong là được được cái công nghệ mạch này, nhìn nó rất là chất lượng luôn, đẹp không ạ? Đó, rất là đẹp nhá. Và chuyên nghiệp, giá thành thì rất là rẻ. Đấy, giá rất là rẻ nhé. Với 2.900.000 anh em có thể sở hữu được một con này là quá là đẳng cấp rồi. Em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ chúng em để được hỗ trợ. Và xin chào các bác.